Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019, chiều hôm qua ngày 22 tháng 5, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, lãnh đạo đài đã tập trung lãnh đạo xuyên suốt trong tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, công tác thu chi tài chính đi vào nề nếp, nguồn thu của đơn vị có tích lũy theo từng năm, cán bộ viên chức đoàn kết, tích cực tìm kiếm các đối tác để hợp tác, trao đổi, tìm nguồn thu mới về cho đơn vị. Về kinh phí hoạt động năm 2018, tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên đạt 86,7%. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng nghiệp vụ và trung tâm đã trình bày với đoàn giám sát những khó khăn bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất còn hạn hẹp, thiết bị kỹ thuật của đơn vị còn thiếu, chưa đồng bộ, một số thiết bị xuống cấp nặng, một số chương trình chưa mang tính tương tác cao để thu hút khán giả. Nguồn kinh phí được cấp hàng năm từ ngân sách còn hạn chế, nên đài cũng gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đoàn giám sát đã ghi nhận các kiến nghị của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang và sẽ báo cáo lại Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện lộ trình nâng mức tự chủ. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Diệu, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thời gian qua. Ông cũng yêu cầu lãnh đạo đài cần rà soát lại các văn bản để có một định mức phù hợp cho nhân viên, xây dựng kinh phí hợp lý và triệt để tiết kiệm chi phí trong hoạt động hướng đến tự chủ theo lộ trình.